Xin mến chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để chúng ta xử lý cái file ảnh được chụp lại trên kiến. Thì đây là cái tấm ảnh khách gửi qua Zalo cho mình. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta lên màu và ghép áo vest cái tấm ảnh này làm sao cho đẹp. Ok, thì để làm cho đẹp á thì các bạn bắt buộc phải gấp cái khổ cho nó lấy cái khuôn mặt này thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ góp cái khổ 10-15 đi. Cái size này khá nhỏ nên mình sẽ góp khổ 10-15 để mình lấy cái khuôn mặt thôi. Rồi thì các bạn thấy đây là cái tấm ảnh được ghép vào cái mẫu nên nhìn khá là xấu á, nên các bạn bắt buộc á. Rồi thì đây là cái tấm ảnh nhìn khá là mờ nên mình bắt buộc mình phải làm trong lên một chút nữa. Để làm trong lên một chút nữa, các bạn sẽ vào app FMA, các bạn chọn Sublime cho mình ha. Supply thì hình nó sẽ trong lên một chút nữa đó. Rồi thì mình sẽ lên màu nhẹ trước, rồi sau đó mình chạy cái app Remini nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Rồi thì để lên màu của tấm ảnh này nhanh á thì các bạn nhân lên một lớp layer giúp mình thì giữ lại file gốc ha. Rồi thì các bạn sẽ vào cái color group nè đó. Ở đây á, thì nó sẽ hiện ra cái màu để các bạn chọn cho nó lên màu phù hợp. Thì các bạn cứ này, đấy. Nó đã lên màu cho mình bằng cái cắt lệnh tự động ha. Đó, các bạn nào muốn lên màu như thế nào á, thì các bạn có thể làm tùy. Thì nó hơi nhợt nè, nên mình có thể nhân lên một lớp nữa ha. Copy thêm một lớp nữa. Đó, cho nó đậm lên. Ok, hai lớp ha. Chủ yếu là mình lên màu mình lấy khuôn mặt này để sau đó mình chạy app FMI rồi nó sẽ tự động nó làm rõ lên rồi mình mới điều chỉnh tiếp ha. Rồi thì mình sẽ save lại, mình lên màu đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi mình sẽ save lại. Rồi sau đó mình sẽ chạy app FMI. Thì bạn nào rồi thì sau đó mình sẽ chạy cái app Remini. Thì app Remini thì các bạn có thể tải về trên App Store SharePlay nha. Đây là cái phần mềm giúp mình tăng nét ảnh rất là hiệu quả, nên các bạn phải sử dụng nó khi mà làm ảnh phục hồi thì nó sẽ đẹp hơn. Ok, rồi sau khi mình chạy cái app Remini thì tấm ảnh chúng ta nó sẽ rõ lên như thế này. Tuy nhiên nó rõ thôi, nhưng mà một số lỗi vẫn còn nhiều nha các bạn. Thì mình sẽ làm cho nó đẹp lại. Thì cái phần mềm nó giúp mình làm rõ cái ảnh là rất là hay rồi. Giờ công việc tiếp theo của mình là mình cắt cái đầu và mình ghép vào cái áo vest. Thấy không? Khá là mờ mà lên làm rõ như vậy. Mình chỉ mình lấy cái, mình góp cái đầu lại nè. Nên nó hơi cận ha. Rồi, quá rõ rồi. Mình sẽ dùng một chút kỹ thuật nhẹ để mình làm cho nó đẹp hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt cái file ảnh này ra để mình làm cho nó rõ lại. Thì các bạn cứ chấm bình thường ha. Tấm ảnh này thì các bạn chấm bình thường thôi. Mình sẽ dùng brush mix tool để mình làm nha các bạn. Brush mix tool mình chấm những cái bụi, những cái đốm không đều nè, mình cà nó đi. Thường thì mình sẽ dùng công cụ này nó sẽ nhanh hơn. Rồi mình chấm. Đó. Mình chấm từ từ làm sao mà cho nó đều và đẹp ha. Dưới đây nó bị lỗi. Cúp đen khá là đen luôn. Đây là cái màu của tấm ảnh này nhìn khá là xấu nha các bạn. Nó bị đốm rất là nhiều nè. Đốm đây nè. Nên mình sẽ làm sao mình chỉnh cho nó đều màu lại. Để hình nó sẽ đẹp hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái file ảnh này ra đi để mình dễ cái kiểm soát cái tấm ảnh này hơn. Tại vì nhìn rối quá. Mình sẽ dùng pen để mình cắt cho đẹp. Cái đầu này nhìn cũng khá là xấu á, nên các bạn cắt bo luôn ha. Sau đó mình sẽ tìm cách mình vẽ lại tóc xong. Tại cái tấm ảnh này
là một cái tấm ảnh được dán lên kính á, nhìn nó khá là xấu. Các bạn chọn color khoảng 2 ha. Và nhân Ctrl Z lên. Rồi, đóng mắt cũ lại. Rồi, mình đã tách nền xong, mình nhìn hình nó đỡ bớt rối hơn ha. Rồi, thì để làm đẹp cái tấm ảnh này, các bạn cần chú ý là mình phải nâng đều cái màu lên trước. Thì đây là cái đốm đen nè, đó. Mình sẽ cộng thêm điểm chọn ha. Toàn bộ những cái đốm đen này nè, các bạn nâng sáng lên. Tại vì cái hình này nó lớn chỏm màu, nhìn khó, rất là khó chỉnh. Đó, các bạn nâng sáng cho hình nó đều lên. Rồi sau đó các bạn nhấn Ctrl L gạch màu lại. Ok, rồi nâng sáng lên. Mục đích của mình là làm cho cái tấm hình này nó trong lên nè. Nên mình sẽ tìm cách mình chỉnh làm sao mà cho nó trong lên. Mình gạch cái Blur nè, mình gạch nè, cho hình nè. Lại nâng sáng luôn lần nữa nha. Đó. Ok. Đó. Đó. Rồi, trong lên rồi đó. Còn những cái đốm này nè, mình sẽ chỉ các bạn cái cách để chúng ta cà cho nó đều lại, các bạn khóa cái lớp laser lại. Rồi, các bạn dùng bớt nha. Cái bớt các bạn chọn Daikin cho mình. Daikin đó, các bạn hút cái màu tương tự cái màu da này để mình cà những cái đốm trắng. Cái Daikin này nó giúp mình cà những cái đốm trắng. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ chọn khoảng chừng 25-30 tỷ ha. Đây mình chọn 25. À, thấy không? Mình sẽ cà nó bớt đi. Nếu các bạn thấy đậm quá thì có thể giảm xuống còn 10 tới 15 thôi ha. Mình sẽ hút cái màu tương tự nè. Trong quá trình làm các bạn nhớ hút cái màu lại. Các bạn hút những cái màu tương tự những cái đốm trắng này nè. Nó sẽ giúp cái hình của bạn phủ đi cái đốm trắng để nó đều màu hơn ha. Đó, rất là dễ rồi. Ok, thì các bạn cà như thế này nè, cà đều tay như thế này thì hình nó sẽ bớt đi đốm hơn. Đó, xem lại nha. Rồi, mình sẽ nâng sáng lên một lần nữa, tại hình trong quá trình làm nó hơi bị đục rồi. Đó, nâng sáng lên. Thì các bạn thấy cái màu vàng nó còn đốm đốm rất là nhiều, nên mình sẽ vào phần camera raw để mình loại trừ cái màu vàng này đi. Đây là những cái màu đốm đốm nó không có đều nè, mình sẽ dùng cái lệnh camera raw để mình loại đi. Này, mình sẽ giảm đi cái màu vàng. Đó. Nó sẽ còn lại cái màu hồng thôi. Thì tùy theo cái mắt nhìn của mỗi người ha. Bạn thấy cái màu nào nó dư á thì các bạn trừ ra, màu nào thiếu các bạn cộng vào. Rồi. Để chỉnh một cái tấm hình đẹp á như thế này á thì các bạn phải chịu khó một chút ha. Đó. Những cái vùng tối này nè. Mình trừ đi những cái màu, cái đường biên này nè các bạn. Các bạn thấy không? Đường biên này nè, mình sẽ giảm nó đi, nhìn hình nó đỡ gắt và nó khó chịu. Nhìn nó gắt nhìn khó chịu lắm. Rồi ok, thì công việc còn lại của mình là mình sẽ ghép cái áo vest vào thôi. Mình sẽ tô cái phông xanh này ha. Các bạn tạo một cái new layer mới đi. Mình sẽ tô một cái phông xanh cho. Đây là hình thờ nên mình sẽ chọn cái ở giữa nha các bạn. Rồi, dịch nó. Rồi, cách đổ màu này rất là đơn giản ha. Các bạn cứ chọn công cụ Rain này, Tool này mình đổ ra thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ ghép cái mỏ vết này. Cái hình này hơi nghiêng á, mình sẽ chọn cái mỏ vết này. Thì mỏ vết này mình cũng để dưới phần mô tả video. Bạn nào cần thì có thể tải về miễn phí ha. Đó. Có cái mẫu sẵn thì mình đưa vào nó sẽ nhanh hơn. Trong quá trình làm các bạn nhớ xeo lại nha, để tránh bị lỗi mình phải làm lại nó vất vả lắm. Đó, mặc dù là hợp liền, chỉ cần điều chỉnh thôi. Các bạn nhớ móc cái laser gốc nè, để mà mình điều chỉnh nó trùng khớp với laser gốc á. Khi mà khách hàng có yêu cầu sửa chữa gì á, mình dựa vào cái file gốc mình cho khách xem lại.
Nếu bị mất chi tiết nhiều quá thì mình có thể dựa vào file gốc để mình điều chỉnh lại cho phù hợp. Rồi, mình đã khóa lớp laser lại thì mình cứ việc bôi cái này nó bị lem nhé, bôi cái đốm đen này đi. Thì mình cũng dùng bớt nha các bạn, bớt mix tool để mình tool tút nó sẽ hình nó sẽ nhanh hơn là các bạn chấm nha. Mình tút đều tay thì nó sẽ đẹp thôi, không có gì khó chỗ này, mình cứ tút thoải mái thôi. Làm khéo khéo một chút là đẹp thôi. Ok, từ từ là đẹp. Đó, vuốt cho nó đều lại ha. Vậy là cái phần này nó đều lại liền, láng mịn và đều nữa. Đó, thì các bạn cứ làm cho nó sạch những hình và đều hình trước. Các bạn muốn tăng nét lần thứ hai cũng được ha. Bạn cứ vào app Redmi, các bạn có thể tăng thêm một lần nữa thì cái hình nó sắc nét và đẹp hơn. Cứ việc tăng thoải mái thôi. Cái phần mềm nó giúp mình làm, người ta tạo ra để hỗ trợ mình làm trong cái những cái tấm ảnh xấu và mờ đó, thì mình cứ tận dụng hết những cái phần mềm mới nhất hiện nay để mình làm cho những cái tấm ảnh của mình nó đẹp và nhanh hơn ha. Đó, nếu bạn làm một lần không rõ thì mình làm hai lần. Mình thì mình tuốt như thế này xong là mình chạy thêm một lần nữa thì hình nó sẽ nét hơn. Thì do cái ảnh ban đầu nó ảnh rất là mờ, mình không thấy đường, để mình làm cho nó đẹp thì mình làm cho nó rõ trước, sau đó mình làm lại cho nó đẹp, sau đó mình chạy thêm một lần nữa ảnh nó sẽ nét hơn nha. Thì cái cách mình làm như vậy thì mình chia sẻ các bạn tham khảo. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đó, trình mình tút sơ sơ thôi, hình nó đều rồi ha. Rồi thì cái sóng mũi này nè, mình có thể vẽ nó thêm ha. Sóng mũi này thì mình dùng cái công cụ Dogi Tool, các bạn sẽ vẽ thêm. Này các bạn nhấn phím Shift nha, Shift các bạn sẽ làm cái sóng mũi nó thẳng hơn, sáng hơn. Rồi, ok, thì mình sẽ đưa cái file gốc lên trên để mình kiểm tra lại xem nó có khác nhiều không. Khác khá là nhiều, cái mặt mình làm nó hơi tròn hơn rồi, nên mình điều chỉnh lại ha. Do người ta ghép nè, cái mặt của ở đây nó hơi khác, nên mình sẽ nhân lớp lại ha. Trong quá trình làm mình có thể bị lỗi bất kỳ lúc nào, nên mình chú ý là cái file gốc ha. Các bạn chỉnh lại cho nó đậm là nó hợp với cái màu da là được ha. Kết lớp lại đi. Rồi bây giờ mình sẽ kết lớp hai cái laser này lại, rồi thì mình cứ tút lại thôi. Các bạn nhớ khóa lại ha, khóa cái này lại là mình làm nó sẽ không bị lem. Thì mình đưa cái lớp laser xuống dưới á. Đó, ok. Mình sẽ bôi cái áo này và bôi từ từ để cho nó đẹp cái áo này. Cho cái viền áo này lúc nãy mình làm nó không có để ý nên nó không có thấy rõ nè. Giờ mình đưa vào mình mới thấy. Đó, rồi ok. Đó, cái chỗ này nó mình sẽ làm cho nó đậm xuống một chút ha. Các bạn tuốt bằng cái công cụ đô bằng tay ha, công cụ bằng tay nè, các bạn tuốt nó đậm cái phần cổ xuống. Ok,
vẽ lại cái phần cổ này. Tấm ảnh này làm hơi hơi khó các bạn, nó hơi lâu một chút. Rồi mặc áo vest này vào thì nhìn thấy người nó to hơn thôi, do cái áo cũ á nó không có khớp với cái đầu nên khi mà mình ghép cái áo vest mới á, nhìn người này nó đầy đủ hơn, nó không có ốm mà thấy nó mập ra rồi. Rồi mình sẽ chỉnh cái phần cổ lại, nâng sáng lên, thêm màu vàng vô, thêm màu đỏ vô là xong, cộng tí màu tím nữa. Đó. Các bạn cứ nâng sáng cho hình nó trong lên rồi các bạn sẽ dùng nâng sáng chỗ này lên nữa, hơi tối rồi. Đó, cái tấm ảnh này làm hơi lâu ha. Rồi, bây giờ cái phần còn lại là cái tóc nè, thôi thấy cái tóc nó khá là xấu luôn. Mình sẽ dùng cái dấu bàn tay, công cụ R, cái cọ vẽ tóc, đó, sẽ vẽ nó ra. Ở đây thì các bạn chọn khoảng 80 hoặc 90 tùy theo tấm ảnh ha. Đây mình chọn mặc định sẵn, đó, mình vẽ thêm tóc vào, cũng đơn giản ha. Cái bớt này thì các bạn có thể lót nó ra ở trong cái phần tất cả những cái bớt này nó đều có ở trong đây nha. Bạn có thể lót ra thì hoặc là các bạn đào về cái bớt này mình cũng có chia sẻ với phần mô tả của video. Bạn đào về và lót và sử dụng thôi. Thấy bừng bung bướm, mình vẽ nó từ từ nó sẽ đẹp hơn ha. Đây là cái tóc dạng như là mình vẽ như thế này nè, sau đó mình bôi nó lại, nhìn nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó mịn màng hình hơn, nó không có bị thô á các bạn. Đó. Đây thì mình làm nhỏ lại, đó. Rồi chỗ này hơi bị lỗi thì mình cứ bôi lại thôi, sẽ bôi cho nó mịn màng cái tóc lại để nhìn nó không có bị rối ha. Đó. Ok không? Ok. Sẽ bôi nó từ từ thôi, nhìn nó sẽ đẹp hơn nha. Rồi, thì đây là cái file ảnh mình đã xử lý xong. Sẽ gửi cho khách hàng xem. Rồi, xin cảm ơn nó. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình soi cho phải góc cho các bạn xem. Tấm ảnh này thì khi ghép vào á thì nó hơi mập hơn thôi. Nhưng mình sẽ gửi cho khách hàng xem trước khi in ra. Rồi, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.